Vừa qua, Đảng bộ huyện Đông Anh đã thực hiện trao huy hiệu Đảng cho 183 đảng viên thuộc Đảng bộ. Trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 22 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Tại các buổi lễ trao huy hiệu Đảng, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy Đông Anh cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự cao quý của bản thân các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ huyện. Đảng bộ huyện Đông Anh mong muốn mỗi cán bộ đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thực hiện chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.